Nhiều khi hỏi con ơi, nhiều khi người ta đi chơi mà con thấy con muốn đi chơi không? Nó nói muốn, mà hỏi rồi làm sao mẹ ấm con đi được. Nhiều khi nó kêu hàng trước á, mẹ mẹ đem con ngày trước đi, con nằm con dòm người ta đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và phía trước hình ảnh cô bác quý anh chị thấy đây là một ngôi nhà cũ kỹ khá là mục nát. Ở trên kia có những cái tấm tôn qua thời gian sử dụng thì mưa nắng những cái tấm tôn này đã không còn nguyên vẹn nữa. Và thay vào đó thì cái căn nhà này được cô là một người chủ nhà trong đây dùng một cái tấm bạt tạm bờ khá là đơn sơ. Và không nói thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ không biết được rằng dưới mái nhà này còn một hình ảnh còn đáng thương hơn. Đó là cô Dung. Hàng ngày cô phải chăm sóc một người con gái của mình. Năm nay vừa tròn 27 tuổi. Cái tuổi mà phải nói là đối với những người cô gái khác thì đó là ước mơ của bao nhiêu người. Bây giờ cũng đã có gia đình rồi. Tuy nhiên đối với cô thì hàng ngày vẫn chăm bẵm đứa con gái của mình. Như là một đứa trẻ lên ba. Và phía trước hình ảnh của cô bác quý anh chị đã thấy đây là hình ảnh của cô Dung nè cô bác quý anh chị. Cô Dung chăm nuôi con gái của mình. Và ngày hôm nay được biết hoàn cảnh của cô thì cũng nhờ cô chú anh chị ở đây giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình của mình. Dạ con chào cô Dung ha. Dạ. Con được biết thì được giới thiệu thì con nghe nói rằng hoàn cảnh của mình rất khó khăn. Và đặc biệt là cô phải nuôi con gái của mình là năm nay là 27 tuổi. 27 tuổi rồi đó. Dạ. Bị bệnh gì vậy cô? Bị sốt não hồi nhỏ 4 tháng nằm tới bây giờ. Dạ. Tên gì ha cô ha? Tên Dẻo. Tên Dẻo hả? Dạ. Cô có mấy người con? 4 người. Dạ. Và một đứa lớn đi làm cho người ta. Rồi một đứa kế thì nó mới vừa tốt nghiệp 12 mà cũng thất nghiệp. Rồi một thằng kế 14 tuổi mới học lớp 6. Chồng của cô làm cái công việc gì hả cô? Thì ai mướn gì làm nấy. Thì ta kêu mình dứt đất thì dứt đất. Còn ta kêu đi như dạng đi kéo đất. Cũng đi kéo đất. Dạ. Chứ thì mình sống bằng nghề bằng mướn. Thì ai kêu mặn gì thì làm nấy vậy đó. Dạ. Ngôi nhà của mình cắt lâu chưa cô Dung? 20 mấy năm rồi. Giờ ước có ngôi nhà mà mình mần không cách nào mình cắt được hết. Dạ. Nhà này lúc trước là gia đình mình, vợ chồng mình tự cắt hả cô? Tự cắt. Dạ. Rồi bây giờ là cô cứ chăm sóc cho em Dẻo như vậy. Là cô đâu có đi làm gì được hả? Đâu có đi làm gì đâu, giờ làm hột điều về nhà khử. Cô đang làm hột điều hả? Đang khử hột điều. Hột điều đó là mình khử tính tiền sao? Tính đó? Ăn ký, 5.000 một ký. Đây là hột điều này đó hả cô? Một ngày mình làm xong chỉ có được 3 ký à. Làm xong là sao? Từ sáng tới chiều luôn vậy đó. Là được 15 ngàn. Được 15 ngàn. Trời ơi, bị bại não hả cô? Não, não nhưng mà nó hiểu. Ăn uống nó biết, nó kêu. Đói nó kêu. Khát nó cũng kêu. Thì nó nằm vậy nè, rồi trưa cái nó nói mẹ ơi làm cho con bọc nước. Thì mình làm cho con bịch nước đó, nó nằm nó uống. Kêu được hả? Được. Kêu làm bịch nước kêu được hả? Được. Kêu tiếng mẹ được không cô? Được. Đâu chị đâu cô... con nói chào cô bác anh chị rồi. Chào cô. Chào cô. Cô bác anh chị. Chào cô bác anh chị. Con nói con đừng có gượng quá. Con nói con nằm bình thường con nói rồi. Chào cô bác anh chị. Con đừng có kênh lên. Con kênh lên thì con nói chuyện khó nghe. Mệt hay gì thở? Mọi sự đều nhờ sự giúp đỡ của cô hết. Thì ăn uống mình đúc hết. Mình làm cho nó hết. Chú đi làm chưa về hả cô? Chưa. Sáng nay chú làm cái công việc gì? Đi dứt đất dích cho đất, người ta. Dứt đất thuê. Dứt đất đó mình tính tiền sao hả cô Dung? Ăn ngày. Rồi có lâu lâu mới làm được ngày chứ không làm xong nữa. Rồi một tháng có khi mình làm được có 5-7 ngày, 10 ngày không chừng.
Còn ngày có khi làm được 200, có khi 300, có khi 100 mấy không chừng. Nó nhiều khi người ta kêu mình lãnh mão thì mình lãnh mão, còn nếu bằng ngày thì đi bằng ngày cho người ta. Mà một tháng làm được 10 ngày, mười mấy ngày hà, chứ không được làm đầy tháng, đủ tháng đâu. Thì có mình ơn ổng là cô chỉ làm việc ở tại nhà thôi. Chứ cô không có đi được, phải chăm sóc cho em Dẻo nữa. Ăn uống thì mắt đúc, rồi cái chân mắt kèm, cái tay nó dày mới đúc nó được. Chứ trước không đây, ấy thì nó nằm nó kênh. Trước đây cô có đi chạy chữa gì cho em không? Có nhưng mà bác sĩ nói là bị sốt não rồi, cũng không có trị được. Là chỉ ba người con trai với một người con gái. Cô lấy hộp đều, làm hộp đều là ngày chỉ có 15 ngàn. Rồi làm sao mình đủ sống cho nhà cả nhà cô? Thì nhiều khi thiếu túng thiếu cũng chạy đi mượn. Lắm lúc không có gạo ăn cũng chạy mượn. Mượn lúc nào mình có mình trả. Là cô cứ lo suốt vậy á. Hết gạo. Sao nói gì vậy? Hết gạo. Hết gạo rồi sao? Dạ. Có bao giờ mình hết gạo mình nấu cháo mình ăn không? Có chứ. Có bữa hết gạo nó nói mẹ ơi nấu cháo ăn đi mẹ. Thì nấu cháo rồi ăn cũng được cả nhà. Giờ mình cũng đâu biết làm sao giờ. Con thấy ngôi nhà của mình khá là dột, một nát hết à. Thì những lúc mưa gió thì sao cô? Này thì cũng hứng đó, lấy thao hứng đó. Cái này đây hả? Thì tấm mũ mình che trên đó, cái bắt đầu mình hứng cho nó chảy xuống đó. Hứng trên này hả? Trời ơi. Nhà này được chắc bởi cây gì vậy cô? Bạch đàn. Bạch đàn hả? Hứng ở dưới này đâu? Có hai chiếc giường đó là của ai? Của ba Dẻo. Ba Dẻo ngủ bên đó thì ban đêm nó nhiều khi nó kêu thì ba Dẻo thức dậy sửa nó lại. Nó lóc ra ngoài á. Sáng nay gia đình mình ăn cơm cái gì? Ăn cơm với cá khô quéo. Cá lồng tông khô quéo. Sao cười? Vui. Vui hả? Dạ. Sao vui? Vui. Ăn cơm cá khô quéo mà vui vậy? Miễn có ăn là được rồi hả? Dạ. Cũng biết hả cô ha? Biết. Có thích đi chơi không? Dạ. Hả? Thích. Thích. Cứ co quắp lại vậy á. Thì nằm co vậy. Co quắp lại hết à. Mà giấc này nó nằm ngửa vậy, có khi nó nằm sấp không à. Nó nằm ngửa, nó chổi, nó chạy cái tay gì nè, rồi mắt bó lại. Vậy thôi, mọi cử động đều phải... mình làm cho nhờ nó bà hết, cô hết à. Tắm rửa vệ sinh thì sao cô vô? Thì mình cũng ẵm nó đi tắm vậy. Cô ẵm đi hả? Ba nó ẵm không nổi, ba nó ẵm không à. Ba nó ẵm đi tắm không à. Trời ơi. Thì ổng cực vậy đó, ổng đi mần cho ta gì à thì. Cô ẵm không nổi hả? Không nổi. Như một khúc cây hả cô ha. Chân tay em cứng co quắp hết à. Những cái căn bệnh khá là lạ luôn. Đây là cái nơi cô lễ hộp điều đây hả? Dạ. Đó. Nhiều khi hỏi con buồn không nó nói không. Hỏi người ta đi chơi. Con mít chứ con buồn không nó nói không. Thì con mình phải chịu. Thấy con mình vậy tuổi chứ không cô? Tuổi chứ. Con ta đi đứng ta nhờ được mình bắt chăm cho nó. Không ấy thì bây giờ cũng cũng có cháu à. Cũng có gia đình, cũng có cháu à. Có bao giờ cô thỏa thẻ với lại Dẻo không? Có chứ. Nhiều khi hỏi con ơi, nhiều khi người ta đi chơi mà con thấy con muốn đi chơi không? Nó nói muốn mà hỏi rồi làm sao mẹ ấm con đi được. Nhiều khi nó kêu ngàn trước á, mẹ đem con ngàn trước đi, con nằm con dòm người ta đi. Lắm lúc cũng buồn lắm nhưng mà mình số mình cũng chịu, phải chịu. Mấy mươi năm qua thì cô chăm sóc có khi nào cô cảm thấy mình mệt mỏi không? Cũng có thấy mệt mỏi nhưng mà mình thấy mình số phận của mình cũng phải gán. Chị thấy, ba thấy thương ghê. Rồi mấy đứa con có làm gửi tiền về cho cô không? Thằng nó năm nay nó không có làm được gì chứ, nó thất nghiệp, nó cũng ở chợ, nó nói gì dưới này mẹ cũng phải nuôi con à. Rồi thôi để con dạ chị
con ở chảnh con làm có ngày nào con ăn ngày nấy, chứ giờ con về dưới này thì mẹ cũng phải nuôi con. Rồi thôi nó ở chảnh làm. Cái con thấy cái chiếc giường này nó giường này giường cũ không à? Người ta cho. Ai cho cô? Cái giường này hồi đó ông ngoại cho tới giờ nè. À. Ông ngoại có dẻo cho tới giờ. Cái miếng dán này là mình đóng vô sợ dẻo nó móc á. Con đừng có lóc lên một hơi. Nó đào hai cái cụ chỏ đó, con đừng lóc nữa. Ăn cơm gì chưa cô? Dẻo. Sáng chăng rồi. À. Ngày ba bữa. Sáng mình nấu cho nó ăn, rồi lo cho nó ăn, rồi cái mình làm. Rồi cái trưa, rồi khi nó đói thì nó kêu cho ăn, còn không ấy thì nó kêu mẹ ơi làm cho con bọc nước. Thì nó nằm sắp lại đó nó uống, mình làm. Rồi nó đói thì nó kêu, chừng nào nó đói thì nó kêu mình cho nó ăn. Rồi bây giờ là đến giờ cơm chưa cô? Mới cho nó ăn rồi. Yeah. Ăn cơm nữa không? No. No ha. Cho con đi tham quan ra sao ngôi nhà này. Cô đi với con đi ha. Ngôi nhà này của mình là ngôi nhà nền đất hả cô? Nền đất. Dạ. Ồ cái tivi kìa. Tivi của dẻo đó. Nó cầu suốt luôn đó. Dạ. Ồ cái giường này là cũng quá lâu rồi hả cô? À, giường cũ không à. Giường một bên thì ông ngoại cho, một bên ông nội cho. Có hai cái giường đó. Ồ cái này là sọt đồ mình đó hả? Sọt đồ mấy đứa nhỏ đó. Có nghĩa là mấy đứa bé nó có cái sọt đồ gì đúng mỗi không? Đứa sọt đó, con dẻo rồi của thằng Trọng Nhân. Dạ. Ở đó, nền của mình là nền đất ha? Nền đất. Dạ. Trời ơi. Nè, ăn với cá khô éo nè. Chứ đâu có gì đâu, hụt vịt chiên. Chứ đâu có gì đâu. Cá khô. À. Cái đó cô mua nhiêu? Cái đó hụt vịt chiên, còn này cá khô éo. Cá lòng tông khô éo. Dạ, không có gì chấm hết hả? Không. Bên đó là cái bàn bếp ga của mình đó hả cô? Ga. Hết ga, chưa có đổi được đó, chưa có tiền đổi nữa đó. Bên đây, còn bên đây là gì đây? Nè. Nồi cá. Ừ. Còn bên đây? Cái chảo không. Này là mình hâm lại hả? Hâm lại, hết ga rồi. Không có tiền đổi thì sao? Không có tiền đổi, mấy ngày nay chưa có tiền đổi. Còn bên đây? Cái chảo không. Chảo không hả? Ừ. Thùng gạo nè, hết gạo nữa nè, đó. Dạo này là thường là người ta cho. Người ta cho hả cô? À. Người ta cho. Nó nhà cửa đó vậy đó. Ủa cái cây này là cái cây gác của nhà mình đó hả? À. Cái này cây bạch đàn không à? Trời, cây bé tí đi vậy. À bạch đàn cái đó bạch. Có bao giờ cô sợ nó sập không cô Dung? Sợ chứ. Ở dòng gió sợ cái nhà trên sập đó. Sập cái đè dẻo á. Ở nhà nãy hả? Đó đó à. Nó dột lum nhân. À. Ôi trời ơi. Qua đây đi cô. Cái này là cái sổ đồ của mình đó hả? À đó. Ờ. Đồ của cô chú là phơi trong này. Trời mưa thì đem vô máng đó đó. Dạ, có một cái bếp. Cái bếp củi đó bị bể rồi. À. Bếp củi bị bể rồi cái không có mua lại được rồi. À. Chỗ này là cái nhà vệ sinh của mình hả? Ừ đó. Ôi trời. Nhà vệ sinh của mình đó hả? À. Ủa sao mà xây kỳ vậy? Xây đỡ dạng như nhà nước ta cho cái hầm cầu, cái mình xây mình để cái bùn cầu đó mình xây để đỡ cho mấy đứa nhỏ nó đi. Thì như tắm ở ngoài chứ đâu có vô đó tắm ở ngoài này đi vệ sinh đi trong đó. Có nghĩa là lúc trước là vay tiền nhà nước để người ta cho tiền nhà, để làm nhà vệ sinh. Mình chỉ xây được tạm bợ thôi như thế này thôi. Rồi đó thì tắm ở ngoài đi vô nhà tắm thay đồ thôi chứ không có. Còn đi vệ sinh thì ở trong đó. Nhà vệ sinh thì chắc cũng lâu dữ hả cô? Lâu lắm rồi. Tắm là tắm chỗ này đi hả? À. Ô trời. Nhà hên nhà có con trai không cũng đỡ. Con trai không cũng đỡ. Một đứa 14 tuổi với lại 27 tuổi là Nhân ơi. Ra đây nè con. Nó là 14 tuổi đó. À được cô học. Có cho đi học ha. Nó đương đi học lớp 6. À có sổ nghèo gì không? Cận nghèo. Cận nghèo ha. Tại nhà mình cũng có mấy người lao động được. Nó em tên Nhân hả? Con tên Nhân đúng không? À, Trọng Nhân. Trọng Nhân hả? Học lớp mấy rồi? Lớp 8. Lớp 6.
Ở lớp 6. Ở lại lớp chứ cái tuổi của nó là lớp 8. Đi. Sáng giờ ăn cơm gì chưa? Ăn rồi hả? À, đang đi học. Nhìn cũng đẹp trai quá ha. Mà học ở bây giờ ở lại lớp hả? Thì ở lại lớp. À. Thấy chị mình vậy buồn thương cho chị mình dữ không? Thương. Ừ, thương sao? Thấy buồn. Thấy buồn hả? Nhắc hồi khóc nữa giờ. Thôi mình đi đi. Rồi trong nhân con ấy đi, con có làm gì làm đi, để chú hỏi mẹ tới xíu. Miếng tôn của mình vậy đây hả con? Rách hết trơn nè. Ôi trời ơi, sao mình không cứ để che đỡ vậy đó hả? Cột dây lại luôn hả? Dừng đỡ, cột dây lại. À, chỉ có nồi cơm điện, bếp ga này cũng hết ga luôn. À, bếp ga hết ga luôn. Những cái sọt đồ là những cái này đây. À, con đừng có lóc xuống, lóc xuống thôi. Có một cái nhà lớn ở trên đó, nhà lớn ở trên này sao? Ở nhà trước đó là nó cắt sao thành ra nó chưa có dột. Còn cái nhà sau này cắt 20 mấy năm rồi. Nhà trước đó cũng 10 mấy năm rồi đó. Nhà trước này con đã thấy ở cũng được mà. Thì ở được. À, sao mình không lên đó mình ở? Nhưng nó mình thấy nó gái mình đem ra trước thì nó dơ quá, mình không không muốn để ở trước. Chứ theo nó đem nó ra trước mấy năm trước nó ở trước không à. Rồi mình thấy nó dơ quá thôi mình đem nó ra sau này. Nhiều khi đi cầu rồi tiêu tiểu rồi mình không có ở nhà đó, rồi nó đi đại nó dơ quá. Cái nhà trước đó là mình tự cất hả? Cũng tự cất không à. À, nhiêu tiền cô? Rồi năm nó cất cái nhà đó 10 mấy triệu. 10 mấy triệu hả? Rồi cây tạp hả? Cây tạp không à. Bạch đàn cưa ra không à. Làm dành dụm tích góp nhà cất. Rồi ở ngoài trước đó ai ngủ? Ở ngoài trước không có ai ngủ chứ. Ồ sao vậy? Thì tại vì con dẻo nó nằm ở đây thì ba nó ở đây được tối, nhiều khi nó kêu. Ừ. Tôi thì ngủ trong buồng, Nhân thì ngủ đây với ba nó. Ừ. Có một cái buồng ở trong này á hả? Ừ. À có nghĩa là cái nhà này, ủa sao chỗ này dừng lại? Tại ông dừng mưa dột văng qua đó đó rồi che cái miếng cao su đó. À cũng dừng tôn luôn. Ừ. Là ngủ ở dưới này. Ừ. À, cũng thương rồi ha. Cái nền trước giờ nó cũng sụp hư hết trơn rồi. Nền dưới này hả cô? Ừ. À. Nhà nói chung ra là nhà mình không có được cái gì xứng đáng hết. À, có nghĩa là cái máy đằng sau này là chính là cái nơi sinh hoạt chính của gia đình của mình. Ừ. Dẻo nằm ở đằng sau. Ừ. Lý do là phải sinh hoạt rồi này kia gặp khó khăn. Sinh hoạt khó khăn thì đem ra ngoài trước thì nó dơ quá mình không muốn. À. Co quắp lại vậy à? Tay cũng không biết cầm luôn. Cứ làm hột điều, chồng đi dứt đất mướn. À. Có gì sống đó. Có gì sống đấy, chứ giờ mình nhờ mình đi mượn cũng không ai cho mình mượn. Có người bác hồi nãy đó. Cái là hết gạo cái bữa nay mày xuống tao đi lấy gì ăn giờ nào có à trả. Thì hai bác nó, mình bác nó rồi chứ cũng không có sớm này cũng không có ai nữa. Thì... Có bao giờ mình lo mình gục ngã thì ai sẽ là người chăm có sóc chứ. Cho Dẻo không? Có chứ. Nhiều khi buồn. Nói mẹ nhiều khi mẹ có chết rồi con ở đây với ai? Mình cũng lo vậy. Nhưng mà mình cũng không biết làm sao. Nhiều khi mình buồn mình khóc nó nói mẹ ơi đừng khóc. Mẹ khóc mẹ bệnh nữa đó. Con cũng hỏi cô á là hồi đó sao mình có tiền 10 mấy triệu mà không sửa ngôi nhà đằng sau này lại mà sửa sửa đằng không, trước. Cái ngôi nhà sau này hồi lúc đó là mình cất cái nhà trước là nhà sau này nó còn nguyên. Tại vì dạng như cái nhà trước á mình cất với cái nhà sau này xây xích có mấy năm à. Rồi cái nhà sau nó còn nguyên. Rồi thành ra mình không có sửa cái nhà sau, mình lo mình cất cái nhà trước. Mấy năm nói chung ra là mấy năm đó mà ăn được. Lúc trước đó cô làm công việc gì? Rồi lúc trước đó cũng nuôi heo đồ đó. Rồi mấy năm đó mà ăn được cái nằm bị tai xanh á. Heo bị tai xanh á. Năm đó trong chuồng heo là mình một con heo nái với mười mấy con heo con với một bầy heo tơ luôn đó. Heo tơ cân được luôn đó. Mà lây quay cái nó bị tay xanh nó chết cái trắng tay luôn. Tới bây giờ luôn. Là bao nhiêu năm rồi?
cũng lâu lắm rồi, cũng cả chục năm nay rồi. Là lúc đó là cái nhà trước chưa cắt đó, là mình bán, mình nhà trước cắt rồi, là mình đợt đó mình tính ra là mình xây sở được cái nợ nữa đó. Mà rốt cuộc bây giờ là cái nợ vẫn còn nợ. Nợ nhiêu nữa? 30 mấy triệu đó. Hỏi tiền nhà nước chứ hỏi ở ngoài sớm, bây giờ hỏi hết được luôn. Ta thấy mình lúng mà mình hỏi không được nữa. Cái năm đó mà ăn được mừng lắm luôn. Có nghĩa là mình nghĩ là mình bán được heo. Nghĩ bán được thì mình sẽ trả. Rồi mình kêu lái rồi mà lái nó hứa cái nó không vô, bắt đầu bệnh dập tới, tay xanh tới, bắt đầu buông tay trắng tay luôn. Là hết nợ luôn, hoặc là tính là trả cho hết nợ luôn đó. Mà trả không được. Là trắng tay luôn, là thiếu nợ luôn. Bây giờ thì cô có ước muốn gì không? Ước muốn được cho dẻo nó có cái nhà cho nó ở. Muốn nhà như thế nào? Mình không cần gì, cái nhà nó được nhưng lạnh lẽ cho dẻo nó ở được rồi. Cắt tiền chế ở là được rồi ha. Cắt tiền chế ở được rồi chứ không cần gì cái nhà nào mà như nhà tường hoặc gì, mình không cần như vậy, mình chỉ cần là như có cái nhà tiền chế lành lẽ như dẻo nó ở. Sao nói tới là cô khóc à? Thấy mình buồn. Mình nghĩ bây giờ mình không có thể nào mình cất được cái nhà hết chứ. Dẻo nói mẹ ơi mẹ, thôi mẹ ráng đi mẹ ơi, có gì ăn nấy đi mẹ, đừng mượn nữa, mẹ mượn ta không có cho mẹ mượn đâu. Mới mua chiếc chiếu ông Nhân cho. Có phè nó nói mới mua chiếc chiếu ông Nhân cho. Bữa hôm chú Nhân ghé đó. Mới mua được chiếc chiếu mới đó ha. Đến nỗi mà không có tiền mua chiếu không cho mua con luôn ha. Rồi bữa chú Nhân ghé mấy chứ rồi mới chạy đi ra mua cho nó chiếc chiếu. Con đừng có kênh lên. Con kênh lên nó hai cụ chỏ nó đau đó. Ngôi nhà sau này nếu như sửa lại khoảng nhiêu tiền cô biết không? Không biết. Cái nhà sau bây giờ là mình dỡ ra là nó hư hết trơn luôn. Chị, ở em. Hả? Muốn sửa lại ngôi nhà không? Hả? Muốn giữ lắm luôn. Sao? Muốn giữ lắm luôn. Sao muốn giữ lắm là nói sao, nói nghe ơi. Muốn có cái căn nhà thôi. Vì sao vậy? Muốn có nhà ở. Vì sao lại muốn có nhà ở? Ở cho lành lặng. Cho lành lặng. Bỏ ngôi nhà này dột lắm sao? Dạ. Yeah. Dột sao? Dột nguy hiểm lắm. Dạ hả? Dạ. Yeah. Rồi có bao giờ là bị tạt mưa không? Có. Bị tạt sao? Giờ nước hả tạt không? Hả? Ở trên đó kìa nó tạt xuống. Có bao giờ bị ướt không? Có. Bị mỗi khi bị ướt thì sao? Dời cái chổng. Dời cái chổng. Có dời không? Có. Dời qua đâu? Dời. Dời lui lên này. Lui lại thấy nó dột hết mà sao mình dời tới dời lui hả hay sao? Dạ. Sao mình không để chỗ đi, chỗ nào đó? Để chỗ nào đi. Hả? Để chỗ nào bây giờ? Để chỗ nào bây giờ? Không có chỗ dời đúng không? Dạ. Trời ơi, khổ ghê không? Muốn dữ lắm à? Dạ. Muốn nhà tường hay là nhà tôn? Nhà tiền chế cũng được. Nhà tiền chế cũng được, miễn sao nó lành là được rồi đúng không? Dạ. Có được là mừng là khỏe là đi được không? Dạ, không biết. Có được là mừng là khỏe không? Vui không? Vui. Vui hả? Dạ. Trời ơi, nghe nói vậy thì cảm thấy buồn không cô Dung? Buồn. Mình không có lo được cho con mình cả nhà, buồn lắm. Vậy sao không ra ngoài trước Nam? Ra trước dơ. Dơ sao? Ra trước nghe xe tiểu dơ.
Thời trước đi tiểu chưa đúng không? Dạ. Yeah. Nên mình chỉ ở đằng sau thôi. Dạ. Yeah. Mình ở ngoài trước cái mình mắc cỡ nữa. Dạ. Yeah. 27 tuổi rồi. Tết này 28 rồi đó. Nghe nói mà ai cũng phải chạnh lòng ha. Ở nhà cô là chắc không có gì quý giá hết hả cô Dung? Không có gì hết. Từ đó giờ ra riêng tới bây giờ luôn, không mua được cái gì món giá, món gì mà đặt giá được hết. Có tủ lạnh gì không? Không luôn, xài thùng nước đá đó. Ừ. Có cái tivi. Có cái tivi đó. Tivi này hả? À, có tivi nhỏ xíu này này. Coi được không? Coi thì sao? Vậy mà biết. Nó nằm nó coi mà nó đọc chữ được. Ồ, đọc chữ được luôn hả? Đọc chữ được. Đó, mấy cái chữ có đi bự... học không mà đọc được? Mấy cái chữ bự bự chạy trên vô tiếng nó đọc được. Bây giờ lấy một cái cuốn sách nào đọc được không? Không được hả? Nhưng mà biết chữ hả? Ồ, sao biết chữ? Đúng là có tài thiệt chứ. Ngoài ra có tài gì không cô vô? Không. Có tài biết nghệ sĩ. Có tài biết nghệ sĩ. Nghệ sĩ nào? Nghệ sĩ nào? Nghệ sĩ Trần Giang. Trời Trần ơi Giang. Tài nào coi... nữa? Chán hơn. Nó coi danh vô tiếng, nó nhìn nó biết. Mặc dù là cơ thể cô quắp lại á, không sinh hoạt bình thường, mọi cử động đều rất khó khăn, tuy nhiên là em dẻo lại đầu óc khá là tỉnh táo. Vẫn còn đó một cái ước mơ cho mình một cái ngôi nhà. Sao cũng được á. Tiền chế miệng nó kín đáo, không có giờ không giờ cái giường đi tới đi luôn. Bữa nào mà mưa giông quá hen là sợ. Có bao giờ sợ nhà sập xuống không? Có. À, sập xuống thì có niệm Phật không? Có. Niệm Phật sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật rồi sao nữa? Gì? Gái đừng có sập. Nó nói chuyện nó kênh lên vậy gần hơi nó thở cái khì. Hỏi sao con nói mà con nằm bình thường con nói không được sao mà con kênh. Nó nói không, con kênh lên vậy đó con nói mới được. Rồi nó kênh lên nhiều khi nó kênh cứng nhắc lên vậy đó. Bây giờ tôi ẩm nó không được, ba nó ẩm nó không à. Đi trời tắm đồ ba nó rồi. Không à. Mình bị nhức rồi khớp rồi bị gai cột sống nữa rồi đâu có ẩm nó được, ẩm nó ngồi xuống rồi đứng lên không được. Ước mơ ngôi nhà thôi, có tôn cũng được nữa, miễn sao mà nó lạnh lặng là được rồi. Sao băng cái tay này lại vậy? Trời, nó chọi nó bị chọi trầy dưới chiếu đúng không? Không quen ngủ niệm hay sao à cô Dung? Không dám cho ngủ niệm mình giặt không nổi đâu, nó tiêu tiểu mình giặt không nổi đâu. À tại chỗ luôn hả? Ừ. Tiêu tiểu ở trên giường này luôn. Ừ. Khi nó cho không mặc tả. Ba nói nhà hầm chịu không nổi. Ba nói nhà thì ba nó ẩm nó đi. Tiêu tiểu, còn nếu mà không có nhiều khi có bữa lỡ không đi mần về chưa kịp á thì nó đi đại. Vì rồi tắm rửa cho nó. Có nghĩa là giặt không nổi đúng không? Niệm dày quá mình giặt không nổi. À, thứ hai là mặc tả thì sợ hầm quá. À, hầm nó chịu không được. À. Có mặc tả cho nó rồi mà nó nói hầm quá mẹ ơi. Con đừng có kênh lên. Con kênh lên con nói chuyện cô bán mình chị có thể thấy được rằng là mình bao nhiêu buổi hồ đi càng xa thì lại gặp càng nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn mà nó éo le như thế này. Ngày hôm nay thì cũng đến đây để tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia đình, thì không biết nói gì hơn là thay mặt cho cô My ở Mỹ á, gửi cho cô Dung 1 triệu để mua phụ tiền thức ăn cũng như là cho mua một số vật dụng cho em Dẻo nha. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn chú Hồng. Dạ. Thôi cũng mong là trời Phật sẽ độ cho Dẻo có được ngôi nhà mới để không có bị sập nữa. Cũng mong là video clip này được mọi người cô bác của anh chị chung tay nhau để mà ủng hộ, có được cái nhà tiền chế thôi là cũng vui rồi. Vì đâu đó cái ngôi nhà của mình cũng đã sắp sập rồi. Thấy sợ quá luôn á. Tại vì mấy cái cây nó nhỏ xíu xíu à. Anh nữ là cũng mong là những video clip như thế này ở mỗi lượt chia sẻ của cô bác anh chị là một điều gì đó lan tỏa để những nhà hậu tâm có những cái phát tâm để mà hỗ trợ cho gia đình của cô Dẻo.
dẻo có được một cái ở đằng sau nè, nó kín đáo hơn tí xíu để cho mặc dù bệnh tật nhưng mà cũng mong muốn ngôi nhà, cũng thấy khá là thương. Thì thôi hôm nay thay mình đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của cô Dung cũng như là em Dẻo á, thì gửi thay mặt cô My gửi 1 triệu, mai mốt con sẽ qua thăm nữa. Con cảm ơn con. Con cảm ơn. Ừ, giỏi, cố gắng lên. Dạ. Ừ, dạ không à. À, một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha. Cảm ơn chú Hồ ơi. Dạ.